Đường phố. Xưa kia, ở Ấn Độ, có một vùng đất đai cằn cỗi, không thể trồng nổi loại cây gì. Cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ. Đất đai chó ăn đá gà ăn sỏi, chẳng giúp ích được gì cả, thêm bực vào thân. Đau quá. Trời ơi, cái lớp xe cũ hại mình rồi. Anh có sao không? Ôi trời ơi, máu chảy nhiều quá. Mau lên xe, tôi đưa anh đi băng bó vết thương. Tôi không đi được, còn hàng hóa nữa. Ôi trời ơi, đến lúc này còn nghĩ đến hàng sao? Băng bó xong quay lại lấy cũng được mà. Hả? Trong chum vải này là cái gì nhỉ? Dạ, ngon quá. Thì ra là xe chở cà ri đậu. No thật. Chắc chủ xe chưa thử quay lại kịp. Gia đình ta và cả thôn này đang đói kém, phải giúp họ có cái ăn mới được. May quá, đang lúc đói khát tự nhiên có đồ ăn. Nhanh lên, chúng ta phải khuân hết số cà ri đậu này về trước khi họ quay lại. Nhờ có Hamid nhanh trí mà mấy ngày liền nhà ta đều có cái ăn ngon. Ở gần núi thì nhờ núi, gần nước thì nhờ nước mà kiếm cái ăn. Tôi tính rồi, chúng ta có thể kiếm ăn từ những xe chở hàng qua đây. Ngày ngày túc trực xem xe nào gặp sự cố mà thu hoạch. Đúng rồi, thế mà từ lâu chẳng nghĩ ra. Nhìn kìa, có xe đến. Anh Amit, sắp hết ngày rồi mà chẳng có xe nào gặp sự cố cả. Bực thiệt á. Không xe nào gặp sự cố thì phải làm cho nó gặp sự cố. Đêm nay chúng ta hãy đào khoét mặt đường, tạo ra nhiều hầm hố hơn nữa. Nếu cần thiết thì rải đinh nhọn khắp nơi. Đây là con đường độc đạo ra thị trấn, các lái xe không thể chọn con đường khác. Trời ơi, vừa hôm qua không đến nỗi nào, sao hôm nay lắm hầm hố thế? Đó, đào hầm hố khiến xe không gặp sự cố thì cũng phải đi chậm rì, thu hoạch thật dễ dàng. Dần dần, Amit và đám thanh niên ăn trộm một cách công khai. Con đường thô sơ cạnh ngôi làng nhỏ trở thành cung đường tử thần của cánh lái xe. Bắt lấy bọn chúng, lộng hành trộm cướp quá rồi. Bắt lấy chúng. Cảnh sát đã chú ý rồi, ta phải đề cao cảnh giác và làm việc chuyên nghiệp hơn. Phải có một đội chuyên canh gác và báo động, đội còn lại yên tâm thu hoạch. Nhất trí, Amit đúng là thông minh thiệt. Nhanh lên, chạy đi thôi, cảnh sát đang đến rồi kìa. Bọn chúng hoạt động có tổ chức và rất tinh vi. Hơn nữa, đây là địa bàn của họ, lực lượng của ta lại quá mỏng, làm sao bắt giữ được chứ. Ôi, có chuyện gì thế này? Đã mấy ngày rồi mới gặp một con mồi, nhanh tay lên. Xin đừng lấy hàng của tôi, làm ơn đi, tôi sẽ bị ông chủ phạt đó. Đó là việc của ngươi, bọn ta lo thân mình không nổi đây. Xin đừng lấy hàng của tôi mà. Mau biến ra. Trời ơi, chuyến hàng đầu tiên của tôi. Một bao bột mì này nhà tôi ăn được cả tháng đó. Đó là bột sản xuất công nghiệp axit boric. Cứ ăn vào cho đáng đời lũ cướp bóc. Làm ác thì phải trả giá thôi. Nếu con gặp người nào làm điều ác với con, hãy giúp họ trở thành lương thiện. Muốn vậy, con phải dùng tình thương. Tình thương sẽ thức tỉnh được thiện tâm của họ, khiến họ từ bỏ được ác niệm. Không được, lỡ họ ăn phải bột đó thì chết. Đây rồi, chạy theo con đường của bột trắng sẽ tới. Hôm nay thu hoạch khá lắm, mỗi đứa một bao bột mì về đi. Anh Amit, con đói quá, em vừa lấy chút bột nấu tạm cho con ăn đây. Dừng lại. Nè, ngươi làm gì thế? Ta cho một trận bây giờ. Đúng đó, cho nó một trận đi. Xin các anh, đó là bột axit boric có độc tố, chỉ dùng để sát trùng hoặc làm thuốc trừ sâu, ăn vào sẽ chết người đó. Bọn ta tuy không có học hành gì, nhưng không dễ bị dọa như vậy đâu. Mau phát bột về đi. Số bột ấy không trả cho tôi cũng không sao, nhưng xin các vị ngàn vạn lần không được ăn đâu. Ngươi phiền phức quá rồi đấy, tránh ra. Nói thế nào các anh cũng không tin. Để biết thật hay không, các anh thử mang bột này cho gà ăn đi. Amit, thử đi cho nó đỡ lằng nhằng. Nhanh, chúng tôi còn về nữa, đói quá rồi. Ta sẽ thử. Nếu người lừa bọn ta thì không sống đâu. Dạ, được được, nếu tôi nói sai tùy các anh xử lý. Hả? Cảm ơn anh.
suýt chút nữa thì con tôi và cả thôn này đã mất mạng rồi. Chúng tôi đã cướp hàng hóa của anh, nhưng thay vì oán hận, anh đã làm mọi việc để cứu chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi cũng tức giận định để mặt các anh, nhưng tôi không đành lòng nhìn mọi người phải mất mạng. Không ai làm sao là mừng rồi. Hy vọng các anh chăm chỉ làm ăn, không trộm cắp nữa. Chào các anh, hẹn lần sau gặp lại. Tạm biệt anh nha, ân nhân. Chúng ta còn mặt mũi nào tiếp tục thủ đoạn hại người này nữa chứ. Từ nay hãy chăm chỉ làm ăn thôi. Con đường qua thôn nhỏ đã thanh bình trở lại. Sự cai quản của đội cảnh sát chưa mang lại hiệu quả, nhưng tấm lòng thiện lương của người lái xe lại thay đổi tất cả. Chỉ cần mỗi người giảm bớt hận thù và cho đi một chút yêu thương thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Hoa kia mau mau hóa thành trái mộng. Ale hấp, nhanh nhanh biến thành trái mộng nhé ha. Sao lại thành chồi non? Ta đang giúp em thành trái mộng cơ mà. Chồi non kia mau mau hóa thành trái mộng. Phải là trái mộng đẹp đẽ thế chứ. Có thư đây. Cảm ơn anh bướm. Không có gì đâu. Chắc là thư của thiên thần lớn đây. Thiên thần nhỏ thân mến, con đã hết thời gian luyện tập phép thuật để có thể bắt đầu học việc. Hãy mau đến gặp ta. Thân ái, thiên thần lớn. Tuyệt quá, mình đã được học việc rồi. Phải đến chỗ thiên thần lớn ngay thôi. Vết thương kia mau mau đỡ đâu. Ale hấp, con chào người. Sao người không chữa lành cho Hu luôn ạ? Đó là việc nó phải trải qua. Ta chỉ giúp nó bớt đau hơn thôi. Nào, theo ta lên đi. Chim mẹ của hai quả trứng đã lỡ bị mất vì tai nạn lúc săn mồi. Ta muốn con bảo vệ hai quả trứng này đến khi nó trở thành chim. Vâng, con sẽ bảo vệ trứng đến khi nó nở thành chim. Ta tin con sẽ làm được. Thôi, ta phải đi đây. Con chào người ạ. Hai bạn yên tâm, mình sẽ bảo vệ cho hai bạn. Các bạn không vào đây được đâu. Trứng sắp nở rồi ư? Trứng sắp nở rồi, cố lên trứng ơi, cố lên. Hey, quả thật chẳng dễ chút nào, mình phải giúp trứng thôi. Vỏ trứng kia, mau mau nở ra, Ale hấp. Hoan hô, trứng đã nở. Chim đã chết rồi, trời ơi, ta phải cứu em. Chim non kia, mau mau sống lại. Ale hấp, chim non kia, mau mau. Chúng ta không có khả năng biến cái chết thành sự sống. Người ơi, chim non đã chết rồi. Con đã giúp tách vỏ trứng ra, nhưng chim lại chết rồi. Chim non vốn phải đấu tranh mới thoát ra được chiếc vỏ của mình. Và nhờ sự đấu tranh gian khổ, nó mới được phát triển mạnh mẽ để sinh tồn. Con tưởng rằng giúp tách vỏ trứng là giúp cho chim non được thuận lợi hơn. Nhưng như vậy là con đã hủy diệt khả năng phát triển và sinh tồn của nó. Chim non ơi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Con biết lỗi là tốt rồi. Con sẽ bảo vệ cho quả trứng còn lại để chú chim được sinh ra được khỏe mạnh. Con ngoan lắm. Con ơi, cố lên, cố lên. Liệu chim có bị chết ngạt không? Phải làm sao bây giờ? Em giỏi lắm chim non ạ, em giỏi lắm. Chim non ơi, em cố lên. Em giỏi lắm chim non ạ. Chim non, mà bước ra khỏi tổ đi nào. Chim non, bay đi, đừng có sợ.
Em đẹp lắm, chiếc váy rất hợp với em. Cảm ơn anh, em cũng rất ưng ý chiếc này, mình lấy nhé. Ừ. Linh à, bố con có cuộc họp phải về muộn, để cô nấu cơm cho con ăn trước nhé. Sao hai cô cháu không ăn trước đi, chờ anh làm gì? Anh về rồi ạ, à? Không sao đâu anh. Cả hai bọn em đều chưa đói mà. Anh mau vào thay đồ còn ra ăn cơm, để em đi gọi con cho. Cảm ơn em. Linh à, con làm sao vậy? Cô Trang đã vất vả để nấu cơm mà, con lại tỏ thái độ như vậy à? Kìa anh cứ kệ con đi. Con không thích, con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu thôi. Còn bé thật là, chẳng biết bao giờ mới lớn lên được đây. Anh à, không sao đâu, dần dần rồi con sẽ hiểu. Em chỉ mong không làm tổn thương đến tâm lý của con bé thôi anh. Cảm ơn em. Linh à, con chưa ăn gì cả, uống cốc sữa nóng này đi con. Linh à, cô muốn nói chuyện với con một chút có được không? Chuyện gì cô nói nhanh đi ạ. Linh này, chỉ còn ít ngày nữa thôi là cô và bố Lâm của con sẽ làm đám cưới. Con có thể mời bạn thân của con nếu như con muốn. Con không mời ai đâu, con cũng sẽ không đến đám cưới. Linh à, cô biết con không thích cô. Cô sẽ cố gắng nhiều hơn để con có thể tin tưởng và có cảm tình với cô. Nhưng đây cũng là ngày vui của bố con. Nếu như không có con á, bố và cô sẽ rất buồn. Cô mong con nghĩ lại. Vậy nếu như con muốn mẹ của con đến dự đám cưới thì sao ạ? Cô cũng đồng ý chứ. Nếu như mẹ con đến thì con sẽ tham dự đám cưới của hai người. Còn nếu không thì đừng mơ thấy con ở đó. Alo, ai đấy ạ? Linh à, con muốn gặp mẹ một lát không? Mẹ nghe, mẹ mới về ạ. Con tưởng mẹ đang ở nước ngoài cơ mà. Mẹ về mấy hôm rồi, nhưng bận nhiều việc quá chưa gọi được cho con. Vâng, vậy 20 phút nữa con và mẹ gặp nhau ở quán kem đầu phố nhé. Ừ, vậy nha, hẹn gặp con ở đó. Con chào mẹ. Ôi, con gái của mẹ xinh quá à. Ngồi xuống đi con. Mẹ về hẳn hay là thế nào ạ? Cuối tuần là mẹ phải bay về bên ấy rồi. Vậy sao ạ? Mẹ xin lỗi. Không sao mà mẹ, chỉ là... Bộ có chuyện gì sao con? Giá như con có mẹ bên cạnh trong thời gian khó khăn này. Sao thế con? Cô ấy không tốt hay là như thế nào? Cũng không hẳn đâu mẹ ạ. Cô ấy có vẻ rất hiền, nấu ăn thì cũng ngon. Nhưng mà không hiểu sao con không thể thích cô ấy được. Linh à, có phải là con đã nói với cô ấy là sẽ không đến dự đám cưới nếu như không có mẹ đi cùng, phải không? Mẹ về đây chính là vì lời mời của cô ấy đấy. Ừ, sao ạ? Con không nghĩ là cô ấy sẽ làm như vậy phải không? Chính cô ấy đã thuyết phục mẹ trong suốt một tuần liền. Ngày nào cô ấy cũng gửi thư điện tử rồi gọi điện cho mẹ. Cô ấy còn gửi trước vé máy bay cho mẹ nữa. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Mẹ cũng không nghĩ là cô ấy lại làm như vậy. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy rất yêu thương con. Cô ấy sẽ làm tất cả vì con và vì bố. Cô ấy thật sự khiến mẹ cảm động đấy. Nhưng con đã đối xử rất tệ với cô ấy. Con mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con trong suốt quãng thời gian con lớn lên. Mẹ thật sự cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nhưng mà giờ đây mẹ lại cảm thấy yên tâm khi cô ấy có thể thay mẹ lo cho con, bên cạnh con và yêu thương con. Mẹ... Cảm ơn con vì đã đến. Con xin lỗi, cô đã rất tốt với con. Vậy mà... Không đâu con à. Cảm ơn con nhiều lắm.
Ngày xưa ngày xưa, thuở vạn vật mới sơ khai, Ngọc Hoàng ban cho các bà tiên mỗi người 7 cuộn len để may áo cho các loài vật. Nhưng vì mỗi bà tiên chỉ lấy được một cuộn len để may, nên áo chúng ta chỉ toàn có một màu. Chỉ có bà tiên tạo hóa dùng 7 cuộn len để may áo cho loài bướm. Bởi vậy, loài bướm từ đấy cũng được mệnh danh là tiên nữ của rừng xanh. Ôi, các bạn bướm ai cũng thật rực rỡ và xinh đẹp. Cậu nghe thấy không? Ai nấy nhìn chúng mình cũng rất ngưỡng mộ. Trời ơi, cây cối héo quá, vàng vọt hết cả rồi, biết kiếm gì mà ăn được đây. Tình hình hiện nay rất nguy cấp, mây đen dày đặc che phủ bầu trời, cả khu rừng trở nên u ám. Các loài đều ủ dột, không thể sinh sôi phát triển được. Đúng đó, chúng tôi cũng lo quá. Chị là người thông minh, chị xem có cách nào không? Tôi cũng không biết làm thế nào, chắc phải lên thiên đình một chuyến để hỏi bà tiên tạo hóa thôi. Bà tiên tạo hóa ơi, bây giờ khu rừng bị mây đen bao phủ, muôn loài khóc than. Làm thế nào để khu rừng được trở lại như xưa? Hãy nói cho chúng tôi biết. Đây là kiếp đạn không thể tránh khỏi của muôn loài. Muốn mang ánh sáng trở lại, chỉ có một cách là bắt cầu vòng bảy sắc. Làm sao để bắt được cầu vòng bảy sắc? Trong cả khu rừng, chỉ có loài bướm là đầy đủ sắc màu rực rỡ. Cách duy nhất bây giờ để tạo ra cầu vòng là lấy phấn từ cánh bướm để tạo ra cầu vòng bảy sắc. Lấy phấn từ cánh bướm ư? Hỡi các bạn bướm, cách duy nhất để cứu khu rừng này là các bạn hãy lấy bụi phấn từ bộ cánh của mình đang mặc để làm thành một chiếc cầu vòng. Hãy cùng tôi vũ một màu từ cánh của các bạn ra chiếc lọ này nhé. Phải đó, hãy chung tay để cứu lấy khu rừng. Tại sao chúng ta phải hy sinh màu sắc của mình? Nếu vũ bỏ màu rồi á thì chúng ta sẽ rất xấu xí. Đúng vậy, như thế chúng ta sẽ không còn là loài bướm được bao nhiêu loài ngưỡng mộ. Tôi sẽ không hy sinh sắc đẹp của mình đâu. Tại sao chỉ mình loài bướm chúng ta phải chịu hy sinh chứ? Đúng thế, tôi cũng không chịu đâu. Tôi cũng vậy. Các bạn ơi, chỉ chúng ta mới có thể cứu khu rừng này. Để vạn vật được hồi sinh thì hy sinh bản thân một chút có giá gì chứ? Tôi sẽ là người đầu tiên làm việc này. Các bạn, mình tôi không đủ sức tạo nên cầu vòng. Ai muốn cứu khu rừng này thì hãy vũ phấn vào chiếc lọ kia nha. Đấy, thấy chưa? Vũ bỏ lớp phấn xong, chúng ta chỉ còn một màu nâu đen, xấu xí. Tôi chẳng dạy, tôi cũng không theo họ đâu. Tôi cũng thế. Ơ kìa các bạn. Đừng lo, vẫn còn có chúng tôi mà. Chúng tôi sẽ cùng góp phấn cứu khu rừng này. Tôi nữa. Tôi sẽ hy sinh phấn của mình. Ôi, cảm ơn các bạn. Tốt quá rồi. Chúng ta đã có đủ bột màu để làm cầu vồng. Đã tới lúc rồi. Sau khi khu rừng được hồi sinh, những con bướm mất đi màu sắc của mình. Chúng trở thành những con bướm màu nâu xám, sống lặng lẽ chủ yếu vào ban đêm. Chúng được gọi là bướm đêm để phân biệt với loài bướm ban ngày xinh đẹp. Tuy nhiên, tất cả muôn loài sẽ luôn nhớ tới chúng, những con bướm tốt bụng đã hy sinh sắc đẹp của mình vì người khác.
kênh, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.